nhận trợ cấp trong xã thì cho bé Dương đi học thêm với sữa rồi cho bé. Dạ, từ học cho Thùy Dương học thêm tới giờ là Thùy Dương có tiến bộ. Họ chia sẻ là em thì nếu mà không có chị sớm nay tháng khám, mai hôm nay mình mệt mỏi. Không có nước sạch thì việc học con rất khó. Từ lúc có nước sạch về thì con không còn bị ốm hay là bị đau họng gì nữa. Trước khi còn chưa với mẹ là con thấy ý là mình không có gia đình mình. Còn mà khi con về ở với mẹ là mẹ thương con, chăm sóc con, bảo vệ con, nuôi con để con đi học. Ra bên trung tâm can thiệp được mấy tháng, bắt đầu về ảnh bắt đầu ảnh có tương tác với mọi người. Bây giờ là bé cũng đã có những cái tiến bộ so với trước kia rất là nhiều. Hiện tại thì bé mình có thể tập trung được, rồi có thể nói được. Xâm nhập mặn nó diễn ra nó rất là gay gắt. Mình cần phải làm cái gì đó, mình cần phải làm nhiều hơn nữa để cho trẻ em ở cái địa phương tôi có một cuộc sống tốt hơn.